Và khi nói về một người có đạo đức là nói về những người có sự rèn luyện và thực hành lời răn dạy về đạo đức, về chuẩn mực, chính xác là về chuẩn mực sống và nét đẹp trong đời sống và tinh thần. Thì như thế mới được gọi là đạo đức, hiểu không ạ? Tức là nó không chỉ dừng lại ở một vài cái lời chào hỏi mà nó còn phải là những công trạng và là phẩm chất con người. Thì đấy là đạo đức, đúng không ạ? Công trạng tạo nên đây. Và đạo đức được phản ánh qua thứ gì? Mẹ cái nói thế thì đạo đức nó cứ trùng trùng đi. Cái giá trị cốt lõi của đạo đức đấy là lòng biết ơn. Bạn không cần phải dạy con bạn về đạo đức, bởi vì nếu nói về đạo đức nó rộng lắm. Bạn không cần phải dạy con bạn về chữ hiếu, vì chữ hiếu nó mới chỉ được ở một góc độ thôi. Bạn chỉ cần dạy nó đúng một thứ thôi, đấy là lòng biết ơn. Khi con người ta có lòng biết ơn thì tự nó sẽ có chữ hiếu. Và khi con người ta có lòng biết ơn thì người ta là kẻ có đạo đức, hiểu không ạ? Đó.